Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình ở góp ăn chia tổng giải thưởng là 2 triệu token Sana. Đây đến từ mạng XDAI nha các bạn. XDAI. Thì để tham gia nhóm này các bạn ở list phần link mô tả dưới video mình đăng phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên mình đi chia email mình. Sau đó các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn mình đập lên nè các bạn. Rồi bấm follow Twitter tiếp theo nè. Rồi theo dõi Dai Chen nè các bạn. Nó kêu like và tweet. Không biết các bạn like nè. Các bạn chỉ chặn cho tweet nè. Tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Không biết bài nào ta. Để mình coi là cái bài đầu tiên các bạn. Rồi các bạn like cái bài đầu tiên luôn, chích chắn tweet tăng 3 người bạn luôn, các bạn 2 bài luôn. Rồi tiếp tục con son sao kênh group nữa. Chính group con son sao các bạn. Rồi sau đó bạn mới đập lên nè. Sau đó các bạn son Discord nè. Trên Discord thì các bạn chấp nhận làm ngờ các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn ở đây nó có kêu mình làm gì không ta, verify không ta, sao mình không có quyền gửi tin nhắn vào đây ta. Rồi các bạn bấm vào một wallet cũng không có quyền đó, tin nhắn nào luôn. Chỉ do anh sao được các bạn. Rồi bạn mới đắp lên các bạn. Rồi các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Chẳng bức ảnh avatar của mình nè. Quỳnh Văn Anh Thăng 6061. Rồi bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn chạy vô link phong đây nè. Rồi các bạn điền vô đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì dòng đầu tiên các bạn điền chỉ. Dòng thứ hai các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Link VN9. Dòng thứ ba thì các bạn điền link retweet nè. Thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn gắn nha các bạn. Bạn mở tại Twitter tất cả bạn gắn nè. Các bạn nhập ảnh avatar nè, nhập vào một hồ sơ nè. Hai bài các bạn chia sẻ bài nào cũng được chứ. Nên mình khuyên các bạn chia sẻ bài dự án của nó nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp nữa nè. Các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram bạn đã xoan xoay góp nè. Em ta sẽ xét tin cho Bill xin em mình ở cộng anh 4 số 3 chứ chiếc nữa tôi mà ăn này. 1 2 3 4. Sau đó thì các bạn dùng địa chỉ đây nha bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ dí NH trên dí chocolate hoặc là trên dí MetaMask của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn dán vô đây nè. Rồi sau đó bấm bấm gã là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn chị tham gia chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 2 triệu token Sana đến đang kết thúc bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.